Xin chào các bạn, Sedato lên bi gầm GTR siêu sáng siêu bền được lắp đặt tại Đan Phượng Auto. Mình cho các bạn xem về độ sáng. Các bạn có thể nhìn thấy là hai vạch chuyến là vạch cỏ bi gầm. Đá pha em ơi. Đấy, rất sáng đúng không ạ? Rất sáng. Đấy. Tâm quang sáng luôn. Ok, tắt đèn này. Đây là được đi gầm, được lắp đặt thi công tại Đan Phượng Auto. Cho độ mặt gương rất đẹp đúng không ạ? Bật đèn lên. Bi gầm ở phía dưới, dãy sáng dưới, còn hai dãy trên là bi pha và bi cốt của xe Sedato K3. Sedato rất sáng đúng không?